Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong phần 3 trên 7 của cái hệ thống phiên âm tiếng phổ thông Trung Quốc. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phần vận mẫu, tức là các cái vần, các cái nguyên âm và vần. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nhé. Các cái vần mẫu mà trong đó các cái vần đơn, tức là các cái nguyên âm, chúng ta gồm có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chúng ta có 6 cái nguyên âm, nguyên âm đơn này, rồi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha, rất đơn giản thôi, cái chữ A này nó đọc cũng giống như cái chữ A của mình nhưng mà nó há miệng ra, à, há miệng to ra, đọc là A. A, 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 rồi như vậy nhắc lại là cái chữ A, thì nó đọc là a a a thứ hai là cái chữ o này nè thì nó cũng đọc giống như mình nhưng mà nó cũng nó tròn miệng lại đọc là o o o như vậy đầu tiên cái chữ a thì nó đọc là a a thứ hai là cái chữ o nó đọc là o o o cái tiếp nữa cái chữ E nó đọc là ơ ơ cái chữ E đọc như ơ đọc là ơ ơ Cái tiếp cái chữ Y Y ngắn này nó đọc là Y Y Y Cái chữ U nó đọc cũng giống như mình gần giống như mình Đọc là U U U Và cuối cùng là cái chữ U mà có hai cái chấm ở trên Nó đọc là Y y y nhớ cái chữ u đó cái chữ u mà có hai chấm đọc là y cái hơi nó có đi ra mũi đọc là y y y bắt buộc phải tròn môi thì mới đọc được đọc là y chúng ta đừng đọc là uy uy là bị sai là sai phải giữ nguyên cái vị trí của cái môi luôn không có chuyển cái môi sang cái vị trí khác đọc là y y y như vậy chúng ta cùng đọc lại từ a cho đến y nha tổng cộng có 6 cái cái nguyên âm đơn đó, vần đó, đơn đó. đó Chúng ta bắt đầu đọc nào. a a kế tiếp chúng ta có o o o kế tiếp chúng ta có ơ ơ ơ kế tiếp chúng ta có y y y cái tiếp nữa chúng ta có u u u và cuối cùng chúng ta có u hai chấm đó là y y y cái tiếp chúng ta tìm hiểu các cái phần ghép ở bên dưới phần số hai Rồi chúng ta có này cái chữ a với cái chữ y này ghép vào nè A với Y thì nó cũng giống như tiếng Việt mình. Nó sẽ thành là AI 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 Rồi cái chữ E đi với chữ Y nó sẽ là E, I, A, A. Ví dụ quả hình lê. Quả hình lê. Tôi rất mệt. Lê. Rồi E với Y là A. Đọc là lê. Quả hình lê. Rồi kế tiếp. A đi với O thì nó sẽ là thành O au, à, ví dụ chào bạn nỉ hậu nỉ hậu ao thì đọc là hậu hay là lò sư lò a với o đó nó thành là ao rồi cái chữ l với đằng trước á đọc là lâu lò lò sư lò sư rồi nhắc lại a với i là ai như vậy đây là ai a ao o với u nó đọc là o giống như o u o o, o, o u mà đi dính liền với nhau đọc nhanh thì nó thành là o gần giống như ớ u o của mình đó o o ví dụ săn lỗ lỗ là chữ l o u á lỗ lên lầu săn lỗ xe lỗ lỗ như vậy nó là o o rồi cái tiếp a với n chúng ta có nó là an n thì nó đọc là an, an cũng giống như tiếng việt của mình, lãn, lãn là màu xanh lam, lãn sơ, ví dụ thế, lãn sơ, lãn như vậy nó a với n là an, người miền bắc sẽ đọc đúng ngay là an, còn có một số người miền nam thì an an, uh, hay đọc thành an lắm, thì chúng ta cố gắng sửa chỗ này nhé, rồi nhắc lại ai là ai, a ao ô an an rồi an, an rồi e với n nó đọc là ân 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 giống nó giống giống như ớ n ân mà nó cũng giống giống như ơ n ân thì tùy các bạn nhưng tùy các bạn cảm nhận các bạn phiên làm sao đó miễn các bạn nhớ là được nhưng mà e với n thì chúng ta phát âm là ân ân ví dụ như là sân thì sinh thì ân rồi ghép với sh vào đọc là sinh sinh thì ừ, Sân là ân ha rồi a n nó là a ngừa đó An a ng an nó sẽ thành là an an lăng man lăng man lãng mạn lãng mạn rồi như vậy nó là an a n -R thì là an mấy đứa bé bây giờ mấy đứa trẻ bây giờ nó được tập phát âm rất là rõ còn người vùng miền Nam thì A N An với A N An có khi đọc lại giống nhau. An. Cuối cùng kế tiếp nữa E N R nó là ân ân sân à, sẽ sân sân chữ sinh học sinh sẽ sơn như vậy E N R là ân đây là ân ân và cuối cùng O N R này đọc là ôn 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 Chúng ta lưu ý đừng đọc là ông Mà đừng đọc là ung luôn Mà nó giữa hai cái đó đó Nó đọc là ung Ví dụ như là um, Nũng miễn Nổ miễn Nổ à, O N R là ung Đó là nổ Nổ miễn là nông dân Hay là à, nũng phu nông phu ví dụ thế hay là nũng xuân là nông thôn rồi o n r nó đọc là ôn ôn rồi chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc chung cho nó dễ nhớ nào. Mỗi một mỗi một cái vần ghép thì chúng ta đọc thành hai lần nào. i i A a o o o an an en en ang, 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 ôn ôn cái nào mà có nr thì ta, chúng ta đọc nó có cái âm ra từ mũi thì nó sẽ đúng chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nào ai ai a a ao ao O o o với u thì nó sẽ thành o ha o kế tiếp an an ân ân an an ân ân ôn ôn rồi chúng ta kế tiếp hàng kế tiếp nữa rồi Y với a nó sẽ là y a ya ya i a ya này ya yeah, ya yeah. rồi chữ y với e là ye yeah, ye yeah, ye yeah. rồi y ao này là y ao dao y ao eo khi nó ghép thành chữ y dài thì nó phải dao rồi chúng ta cứ lưu ý là thành y ao eo y ao eo đây là eo như vậy là I a ya y e ye yeah, y ao eo y ao eo 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 đừng đọc là eo không nó có y đằng trước một chút eo eo rồi cái tiếp y o yêu như vậy âm cuối cùng đọc là yêu yêu cái tiếp y an en en à, giống như n n nhưng mà đằng trước nó có cái chữ y nữa y trước rồi mới en sao en en rồi cái tiếp y với n là in 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 là in thôi ví dụ liễn là họ lâm á liễn sen sơn ông lâm liễn xéo trẻ cô lâm hay là sân liễn à, sân liễn là rừng sâu à, sân liễn ví dụ thế rồi in rồi y an en y an en en rồi ví dụ như là lèn lèn là hai lèn cơ rễn, hai người lén bình su hai quyển sách như vậy y an en á âm cuối cùng là en rồi i n r này nó là in 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 ví dụ như lĩnh lĩnh là lẻ đó y bài lĩnh y 101 y bài lĩnh y lĩnh là in rồi y ung dung cuối cùng y với ung với đằng sao, nó sẽ là dung y ung dung y ung dung các bạn sẽ cảm thấy cái hàng thứ hai nó hơi khó khó vì trong tiếng việt nó không quen theo cái kiểu này nhưng không sao khi mà chúng ta luyện đến cái phần mà ghép giữa các cái phụ âm với các cái vần đơn vần ghép này nè ghép vào thì chúng ta sẽ thấy đọc nó dễ dàng thôi thực ra là mình dạy nhiều năm rồi dạy ở đại học cũng mười mấy năm dạy ở các cái bậc khác cũng đều có thì mình thấy là hầu như không có ai gặp khó khăn trong cái hệ thống phiên âm này hết á nên khi các bạn mới tiếp cận các bạn đừng lo lắng một thời gian là ai cũng làm được, ai cũng đọc được hết. Còn học dài lâu hay không thì còn tùy vào điều kiện của từng người. Còn hệ thống phiên âm nhắc lại là không có ai gặp khó khăn hết đó nên các bạn cứ việc yên tâm. Chúng ta cùng đọc lại một lần, một lần nữa cái hàng thứ hai này nha. Ya, ya, Gia eo eo hay là gieo cũng được không sao các bạn còn phụ âm phía đằng trước nữa nó mới quyết định cái âm đọc thành thế nào rồi eo eo hay là gieo gieo cũng được kế tiếp yêu 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 kế tiếp en 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 kế tiếp in in kế tiếp nữa en en kế tiếp in in cái tiếp dung dung rồi chúng ta khảo sát thêm cái hàng thứ ba hàng này thì rất dễ các bạn u đi với a nó là u a qua các bạn gặp cái chữ u này các bạn hình dung nó giống như chữ w vậy đó w của người miền nam chứ không phải là quờ không phải quờ mà nó là quờ thôi ghép vô như vậy nè cái chữ u với a giống như quờ a qua rồi âm cuối cùng là qua 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 Cái tiếp đây là quờ wo o Qua wo 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 cái tiếp why why wo i why 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 cái tiếp way way a e a nè wo a way way quay cái tiếp nữa quan quan cái tiếp nữa quên quên cái tiếp nữa quan quan cái tiếp nữa quân quân chúng ta đọc lại một lần nữa nha cùng đọc lúc nào qua 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 kế tiếp why why cái tiếp nữa way way cái tiếp nữa one one cái tiếp nữa when when cái tiếp nữa quan quan cái tiếp nữa quân quân à, chúng ta khảo sát một hàng nữa nè cái chữ y mà đi với e nó sẽ là y e u Yue 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 Như vậy đọc cuối cùng là Yue Đây Yue Rồi kế tiếp nữa Chữ Y A N Nó là Y An Uen Uen hay là Yuen cũng được Có người đọc là Uen Có người đọc là Yuen Yuen Đọc là Uen Thì người Việt Nam mình dễ ghép vần vào hơn Rồi Rồi như vậy đầu tiên chúng ta có nè Chúng ta cùng đọc nha Yue 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 Kế tiếp Yuen 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 Cái tiếp nữa Y với N này nó là Duyên, Duyên, Duyên. Rồi bây giờ chúng ta Ôn lại từ đầu một chút nè Cái hàng của phần đơn ở trên này nha A A Cái tiếp chữ O này á Thì nãy mình dạy cho mình chỉ cho mọi người đọc Đọc là O O Nhưng có một số các cái trường phái nó đọc là O o không sao cả o cũng được mà o o cũng được là khi nào mà vào ghép phần chính thức mình sẽ mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể phần này hơn ta đọc lại nha a o Ơ i u u i a ao, âu, an, ân, an, ân, un, ung, Cái tiếp nữa, ya, ja, ye, eo, yêu, yêu, yên, yên, yang, in, in yung, kế tiếp nữa, qua, wo wai wei wan wen, wang won hàng cuối cùng là ye ye kế tiếp yuan yuan kế tiếp yun yun hay là yun cũng được không sao cả và nó có một cái vần đặc biệt đó là chữ e à, với chữ r ghép vô thì thay vì chữ e không nó đọc là ơ thì bây giờ có chữ r nó ngay chỗ này thì nó đọc là ơ ơ à, ví dụ ghép các cái thanh vào nữa chúng ta có 1, 2, 3, 4, với số 2 nó đọc nè số 1 đọc là y số 2 đọc là ơ ơ tức là có chữ r đằng sau thì mình cuốn lưỡi vào y ơ ơ là hai y ơ y ơ y ơ ơ là hai đó là một cái đó là một cái vần đặc biệt đặc biệt là e với r. Và đến đây mình xin kết thúc phần 3/7 của cái phần bài mở đầu này. À, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc mọi người học thật vui. Nhớ đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ tinh thần cho người làm nhé. Xin cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt.